người đã quay trở lại kênh của em Vân Sugo Vlog nha mọi người. Mọi người ơi, hôm nay em làm hai món nha, ăn để cho thanh mát nha, toàn từ rau củ và trứng nha mọi người. Đây nè mọi người biết gì không, củ cà tím đó, em nói lộn, quả cà tím đó em chiên giòn nha. Đây mọi người nhìn là hấp dẫn chưa đó. À, ha, ha. Đó. Và đây nè, nấm bào ngư nha mọi người. Nấm bào ngư trộn gỏi cùng với dưa leo và trứng chiên nha mọi người. Và trộn cùng với nước tương nha mọi người, xì dầu nha mọi người. Và chanh nha mọi người, chua chua ngọt ngọt, ăn đã lắm luôn. Bây giờ em mời mọi người cùng ăn với mẹ con em nhá. Rồi ăn chào đây, con xin chào ông bà cô chú. Con xin chào ông bà cô chú. Chào anh chị và các bạn. Chào anh chị và các bạn. Con xin mời mọi người cùng ăn. Con xin mời mọi người cùng ăn. Rồi, bây giờ con muốn ăn cái gì trước? Cái tay của em, anh cầm con dao mà sao nó bị đứt nó một xíu luôn đó trời. Đây em có tương ớt và sốt marinade để em chấm nha. Ăn cái này. Ăn cái này đúng không? Rồi, đây. Nè đây. Ăn thử coi sao. Ừ, chấm luôn đi. Đây mọi người ơi, em mời mọi người nha. Cái bột đấy mọi người thì nó giòn tan, tại vì em mới chiên xong á. Còn ở trong cái sao vậy con? Ừ. Ở trong thì cái cà tím thì nó mềm mềm nha mọi người, thơm mùi cà tím ạ. Ngon quá. Mọi người ơi, mấy nay á, trời mưa hoài luôn á, cho nên là nó cứ bị có tiếng mưa vào á, mọi người thông cảm nhá. Cái nấm này nó, cái thân của nó rất nhiều nước nha mọi người. Mình xé nát ra thì nó hay bị nát á. Nên là em cứ thích để nguyên như thế này em ăn nha, em mời mọi người nha. Nó giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt. Như một miếng khổng lồ luôn. Miếng khổng lồ to luôn, ăn miếng to luôn. Mọi người xem video thấy vui, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ em. Em chân thành cảm ơn rất nhiều. Nấm này mọi người ăn rất là sức khỏe, mà này dễ làm luôn đó mọi người, dễ ăn, ăn ngon lắm nha.
ngon thật sự mọi người. Mẹ không ăn cái này à? Mẹ đang ăn nấm. Nấm không? Nấm luôn. Ngon. Nấm thì ngon nè. Em mới biết ăn cà tím ở đây mọi người. Cách đây 2 năm thôi. Ở trong đây mấy năm đầu em đâu có ăn đâu. Rồi em thấy mấy chị xung quanh nói là làm các món ngon lắm. Bắt đầu em mới về em mới ăn thử, mới thấy ngon đó. Thế bây giờ mới ăn đó. Nấm. Ăn đã. Mẹ còn ngon hơn mẹ ăn nấm to là. Mẹ nhìn lớn. Mẹ to. Con ăn. Con ăn đến nhanh to. Con ăn hết phần đĩa rồi. Con hay ăn cái này. Ăn miếng to là nhanh lớn. Ăn miếng to là nhanh lớn. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ làm món gỏi nấm bào ngư nha mọi người. Và đây là nấm, em đang nấu nồi nước sôi rồi. Bây giờ em sẽ luộc với một chút xíu muối và đường nhá. Còn đây là trứng, em sẽ chiên nha. Mọi người ơi, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Em chân thành cảm ơn nha. Chừng 3 phút em vớt ra để thật ráo nha mọi người. Và em đã xắt trứng ra rồi. Trời ơi, có một mình em tự nấu, tự quay á, cho nên là em hay bị quên lắm. Còn là em xắt trứng mà em quên chưa bật video á. Mọi người xem và thông cảm cho em nhá. Dưa leo mình cắt đôi quả dưa và lấy hột ra nha mọi người. Và cũng xắt miếng bỏ rô luôn nhá. Em pha 5 thìa xì dầu nha mọi người, nước tương đen đó, và 5 thìa nước chanh nha, nước cốt chanh, cộng với 2 thìa đường thôi nha mọi người. Và em sẽ quấy đều lên và sẽ rưới vô cái nấm và trứng dưa nha mọi người. Em cắt thêm một nắm mùi thơm ngò rí nha mọi người, để em bỏ vào cho thơm nha. Là cà tím nha, em đã chuẩn bị 3 trái cà tím nha mọi người, và đã sắt thành chùm chùm như thế này rồi nha, để bây giờ em chiên nha. Còn đây là bột để em chiên cà tím nha mọi người. Bột này là 150g bột mì, 50g bột gạo, và kèm theo đó là nêm đường
bột ngọt, hạt nêm nhé mọi người. Và em đã cuối tan ra rồi, bây giờ em cho hai trái trứng này vào em cuối ra luôn nhá. Và em bắt đầu chiên nhá. Mình xoay mình nhúng để cho nó ngấm hết cái bột ở bên trong cái trái cải tím nha mọi người. Em xin dừng video đây nha mọi người. Mọi người xem video của em thấy hay thì em xin một tim, một nút đăng ký kênh để ủng hộ em Vân Sumo Vlog nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của em nhé. Em xin chào mọi người. Con chào đó. Con chào mẹ.